Những trường hợp sau không nên đi học thanh nhạc. Cái trường hợp đầu tiên là bản thân của mình không thích nhưng mà người khác cứ ép mình đi học. Có rất là nhiều bố mẹ cứ ép con cái là phải đi học thanh nhạc, phải đi học hát. Biết là nó cần, nó tốt cho tương lai của các con ấy, nhưng mà có nhiều bé thì lại không thích. Đó, khi mà mình không thích thì người khác có dạy cho mình những cái kiến thức nào thì nó cũng không nạp được vào trong người của chúng ta. Đó, và sau khóa học thì cũng sẽ không nhận lại được cái gì cả. Bởi vì mình không thích nên là mình cũng không cố gắng, không nỗ lực và rèn luyện. Cái trường hợp thứ hai nó cũng gần giống như trường hợp thứ nhất. Đó chính là những cái người mà cảm giác là cần thiết phải đi học thanh nhạc nhưng mà bản thân cũng không thích đâu. Nhưng mà người ta cảm thấy là cần thiết trong công việc. Có một vài trường hợp như sau. Đức Hưng hỏi, trong cái quá trình mà Đức Hưng rèn luyện ấy, thì Đức Hưng có hỏi là: thế bình thường ở nhà thì chị hay hát những ca khúc như thế nào? Thế thì chị cũng trả lời là chị chả bao giờ chị hát cả. Thế thì Đức Hưng lại hỏi tiếp là: thế chị hay nghe những cái dòng nhạc như nào, nghe những cái thể loại nhạc như nào? Thế chị cũng nói là chị cũng không nghe nhạc. Thế thì Đức Hưng lại hỏi là: ô thế thì tại sao chị lại đăng ký học, chị lại đăng ký học hát? Thế thì chị có trả lời là: cái công việc của chị thì cũng hay phải giao lưu, gặp gỡ đối tác khách hàng. Thế thì những cái cuộc vui như vậy, những cái buổi giao lưu karaoke như vậy thì mọi người hòa đồng, mọi người hát được. Thế chẳng lẽ bản thân mình lại không hát được? Đó, thì người ta cảm thấy là cái nhu cầu đi học hát, chứ thực ra người ta cũng không thích. Thế cái trường hợp này thì cũng không nên đi học. Tại vì Đức Hưng hiểu là nếu mà chúng ta không thích mà chúng ta cứ nghĩ là chúng ta học một hai khóa là chúng ta có thể hát hài được thì nó rất là khó. Bởi vì là để mà thành công ấy, và để mà bản thân mình thay đổi ấy, thứ nhất là mình phải thích, sau đó thì mình phải có niềm đam mê và động lực đó, chứ không phải là chỉ đi học xong rồi ở trên lớp xong rồi về nhà cũng không có những cái động thái gì cả, không tập luyện, không rèn luyện thì chắc chắn là kết quả cũng sẽ không đến, và sau khóa học thì mọi người vẫn sẽ hát như vậy thôi đó. Nên là đầu tiên học các bộ môn năng khiếu thì chúng ta sẽ phải thích. Đó, thích xong rồi là chúng ta tìm một cái động lực nào đó, đó, để chúng ta đi học. Cái thứ hai là sau khi học mà mình cảm thấy là thầy giáo dạy tốt, đó, thì mình có thể là mình tiếp tục học lâu dài. Còn không thì mình có thể tìm những cái cơ sở khác để đào tạo. Và có một cái trường hợp thứ ba cũng không nên học thanh nhạc. Đó chính là mọi người hay có cái suy nghĩ là chỗ tôi chỉ cần học một khóa thôi, tôi chỉ cần học một khóa, tôi biết hát là thôi, tôi không học nữa. Hoặc đơn cử là cũng có một vài những cái trung tâm người ta cũng quảng cáo là hát hay như ca sĩ chỉ sau một khóa học. Thì đấy, thực chất đó là chỉ là những là cái lời quảng cáo thôi. Còn thực tế chúng ta học những cái khóa ngắn hạn 10 buổi, 20 buổi, cái thực chất của nó chỉ là giúp chúng ta có thể tiếp cận, tiếp xúc và cảm nhận được là sau cái khóa học đó thì chất lượng giáo viên dạy như nào, mình có nhận được những cái kiến thức gì trong cái khóa học đó không, và thực sự là bản thân của mình có đam mê, có thích hay không. Bởi vì là chỉ có đam mê thì chúng ta mới vượt qua được những cái khó khăn nhất định. Còn nếu mà chúng ta không có đam mê thì chỉ cần hơi khó khăn một chút, hơi nản chí một chút, đó, những cái bài tập của giáo viên mình cảm thấy là ô sao khó quá, thì chỉ có đam mê mới giúp chúng ta vượt qua được những cái khó khăn, những thử thách thôi. Còn nếu mà chúng ta không có đam mê, không có niềm yêu thích thì chỉ cần hơi khó khăn một chút là chúng ta sẽ nản chí và chúng ta sẽ dừng lại. Thế thì Đức Hưng làm cái video này để mọi người có một cái nhìn nhận đúng đắn hơn trước khi đăng ký khóa học. Đó, để mọi người tránh lãng phí tiền bạc, tránh lãng phí thời gian. Đó, thế nên là mọi người hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đăng ký một khóa học thanh nhạc nhé.